Thiên vương nên biết rộng lớn cùng khắp khó đo lường, đó là tướng đất, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế. Vì sao? Vì chân như các pháp rộng lớn cùng khắp khó đo lường. Thiên vương nên biết tất cả cỏ cây đều nương đất mà sanh trưởng, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, có thể sanh trưởng tất cả pháp lành. Thiên vương nên biết ví như đại địa tăng thì chẳng mừng, giảm thì chẳng buồn, vì lìa ngã ngã sở không hai tướng vậy. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, khen ngợi chẳng tăng, chê bai chẳng giảm, vì lìa ngã ngã sở không hai tướng vậy. Lại như đại địa thế gian qua lại, giở chân cất bước đều nương đó, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, hoặc cầu cõi thiện hoặc hướng niết bàn đều nương đó. Lại như đại địa sinh ra các thứ báu, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, sinh ra các thứ công đức thế gian. Lại như đại địa trùng kiến mũi nhặng và các việc khổ chẳng làm dao động, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, địa ngã ngã sở hoàn toàn không phân biệt, chẳng thể lay động. Lại như đại địa hoặc nghe tiếng sư tử, rồng voi vân vân hoàn toàn không kinh sợ, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, chẳng hề e sợ tất cả thiên ma và ngoại đạo vân vân. Vì sao? Vì chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có pháp, tự tánh là không vậy. Thiên vương nên biết ví như nước lớn từ trên cao đổ xuống là chỗ nương về của loài thủy tộc, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, từ chân pháp giới lưu chuyển vào thế gian làm chỗ nương tựa của tất cả pháp lành. Lại như nước nhiều thì thấm nhuần cây cỏ, sanh ra hoa trái, bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế, thấm nhuần các đẳng trì, sanh ra pháp trợ đạo, thành trí nhất thiết, đắc quả Phật pháp, lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Lại như nước nhiều thì thấm nhuần